Thưa quý vị, cuối tuần qua tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội đã diễn ra chương trình chăm sóc xe KK Day do bệnh viện ô tô.vn phối hợp với nhãn hàng lốp Bridgestone Việt Nam đồng tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi vì cộng đồng ô tô Việt nhằm trang bị cho người sử dụng xe khu vực Hà Nội và các tỉnh thành lân cận những kiến thức cơ bản về chăm sóc, bảo dưỡng cũng như vận hành xe một cách an toàn nhất. Trong 2 ngày diễn ra chương trình đã có 300 xe được chăm sóc đặc biệt bởi các chuyên gia của các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ ô tô như dịch vụ kiểm tra và chăm sóc lốp của Bridgestone Việt Nam, kiểm tra và bảo dưỡng nội ngoại thất của 3M Việt Nam, kiểm tra và chăm sóc ắc quy của GS Việt Nam, kiểm tra và tư vấn dầu nhất của Total Việt Nam và kiểm tra điện tử dùng máy quét do bệnh viện ô tô và Toyota Mỹ Đình đảm nhiệm. Ắc quy là một trong những thiết bị quan trọng nhất trên xe ô tô, đảm nhiệm vai trò tích trữ điện, khởi động động cơ xe. Tham dự ngày hội Car Care Day, ngoài việc kiểm tra và chăm sóc ắc quy cho tất cả các xe ô tô tham gia chương trình, công ty GS Việt Nam còn đảm nhiệm khâu tư vấn khách hàng mọi vấn đề liên quan đến ắc quy như chăm sóc, bảo trì, bảo dưỡng ắc quy một cách an toàn và đúng cách nhất. Vì có rất ít chủ xe có kiến thức cụ thể về cách hoạt động và sử dụng bình ắc quy hoặc rất ít quan tâm chăm sóc đến ắc quy của xe ô tô. Thông qua chương trình này, chúng tôi kỳ vọng sẽ giúp khách hàng hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng và chăm sóc bảo dưỡng ắc quy để khách hàng có thể chủ động trong việc đảm bảo an toàn khi sử dụng xe ô tô và biết cách sử dụng bình ắc quy đảm bảo tuổi thọ lâu dài. Tham gia cái này khi đến với lại GSV thì cán bộ kỹ thuật đã tư vấn chỉ cho tôi là đến thời điểm nào thì là ắc quy nên thay hoặc là có những biểu hiện như nào ở chỗ bộ phận tiếp xúc ắc quy với nguồn điện để mà tránh những trường hợp có dẫn đến cháy nổ hoặc là coi như là ắc quy hết mất axit để mà cần phải bổ sung. Thực ra là mình thấy nghĩa là nếu có thể được thì là nên 6 tháng một lần để có tổ chức có một cái diễn đàn như thế này để mà anh em đi ô tô có thể mang đến để các cán bộ kỹ thuật kiểm tra chăm sóc cho xem là như thế đã được hay chưa. Ngoài mục tiêu tổ chức một chương trình mang tính thiện nguyện, ban tổ chức đã dùng toàn bộ số tiền bán vé để trao tặng cho sinh viên xuất sắc ngành công nghệ ô tô cũng như tri ân các hiệp sĩ giao thông Hà Nội. Tiếp sau sự kiện này, hội thảo về lốp và các kiến thức cần biết sẽ được diễn ra vào ngày 7 tháng 12 tới tại thành phố Cần Thơ.